Chào mọi người, hôm nay mình sẽ lên một cái clip này để nói về cái cảm xúc của mình về một người bạn ha. Thì tất cả mọi người ở đây chắc ai cũng xa quê hương của mình đúng không? Đi xa lập nghiệp thì bản thân mình thì cũng vậy thôi. Thì khi mà ở xa nhà như vậy á, thì mình thường thèm và nhớ những cái món ở quê nhà. Thì mình cũng vậy, vì mình rất lâu rồi sau đợt dịch Covid mình không được về nhà, cho nên là mình rất là thèm những cái món ăn quê nhà của mình. Thì khi mà nói thèm thì lúc nào cũng có con nhỏ bạn thân á, nó gửi xuống những món mà mình muốn ăn. Đầu tiên á là cái món gỏi cá trích, mọi người đã thấy đó, nó gửi xuống á là mình rất là thích, là cá trích tươi và nó ngon ở trên cái vùng miền của mình. Cái món thứ hai đó chính là bún và mắm bầm. Đặc biệt á, cái mắm bầm ở đây á, thì mình ăn rất là nhiều nơi nhưng không có nơi nào làm giống cái hương vị á, của quê hương mình hết. Chắc là mỗi vùng miền nó sẽ có mùi mắm khác nhau á, nhưng mà mình thích nhất cái hương vị mắm bầm ở Đất Đỏ quê mình nha, nó rất là ngon luôn á. Mình thèm cả bánh hỏi và chả cá Phước Hải nữa, bạn mình nó gửi xuống đầy đủ luôn. Kèm theo đó là một ít đặc sản mới là ốc khế. Ốc khế này á, thì hôm nay á, mình được sự hướng dẫn của bạn mình nó ăn á, là hấp lên và mình nướng với mỡ hành. Ngoài ốc khế ra thì còn kèm có hào sữa tươi nữa nè. Mình tách ra mình nướng mỡ hành luôn. Quê mình á, chỉ là một cái làng chài nhỏ thôi, nhưng nó được có một cái á, là hải sản rất là tươi và ngon. Cuộc sống rất là chăn chắc và có những rất là nhiều món đặc sản thú vị mà không có nơi nào mà mình có thể tìm được hết. Mỗi một người khi xa quê á, thì người ta sẽ luôn luôn có một cái gì đó để gợi nhớ về quê hương mình. Thì mình cũng hy vọng là ở xứ người các bạn cũng sẽ có những người bạn tâm giao, hiểu được ý mình và gửi cho mình những món ăn mà mang hương vị quê nhà. Khi mà các bạn không có về nhà được á, cũng được quê đi được ít nào nhiều những cái nỗi nhớ nhà của mình á, thì đó là điều hạnh phúc nhất đúng không ạ? Nói nhiều rồi, đây là cái lúc mình nướng mỡ hành nè với lại hào á. Nếu có dịp á, mọi người có ra Bà Rịa Vũng Tàu á, hãy đến thị trấn làng chài Phước Hải của mình á, để tìm và ăn thử những cái món mà mình giới thiệu trên nha, là gỏi cá trích nè, mắm bún, mắm bằm nước tương nè, bánh hỏi và chả cá Phước Hải. Đó là những món đặc trưng ở nơi mình ở, là rất là ngon luôn, và hầu như là những người dân ở Sài Gòn và những ai đã từng ghé qua rồi ăn á, là sẽ không bao giờ quên được hương vị đó đâu. Xem đến đây rồi thì cảm ơn mọi người, hãy gán follow mình và cho mình một tim ha, để cho mình có động lực ra thật nhiều clip mới ha. Cảm ơn mọi người đã nghe chia sẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.